Sau đây Shop Ngọc Tuyết xin giới thiệu cách lắp cái vỏ nôi Symbol Line của cái dòng nôi cao cấp. Đó, như các bạn thấy là cái sau khi mà nó hoàn thành á, thì cái vỏ nôi nó sẽ bao trùm hết toàn bộ chiếc nôi của mình luôn. À, những cái dây này đi ở ngoài, những cái mấu nó đã có sẵn ở trên trên thành nôi. À, đây có hai dây bấm. À, đó. Sẽ đi vòng quanh thành nôi luôn. Còn bên trong á, thì nó sẽ có hai cái dây kéo, một dây kéo trên, à, đây dây kéo trên, à, nó sẽ bao vòng trên của nôi, à, và một dây kéo dưới, nó sẽ kết nối phần dưới của nôi, đó. Okay. Đó. Lưu ý ở trên máy vòm á, nó có hai dây kéo thì thường thì chúng ta sẽ kết nối cái dây kéo dưới. Đó. Xong rồi chúng ta sẽ phủ cái tấm này lên để che lại. Đó. Đó. Như vậy các bạn sẽ thấy rất là đẹp. Ở cái miếng này thì nó áp dụng khi mà mình xài khi mà bé nằm. Đó, khi bé nằm. Ở dưới này nó có một cái lớp dây nữa. Đó. Cái lớp dây. Lớp dây để cố định bé thì chúng ta sẽ xài ở cái tư thế ngửa và ngồi á, thì cái miếng đệm kèm theo này. Đó, nó có những cái lỗ để mà chúng ta xuyên cái dây an toàn vào. Đó, ở tư thế ngồi và tư thế ngồi thì chúng ta lắp cái này, còn ở tư thế nằm ấy thì chúng ta lắp cái miếng vỏ nôi này cho nó ấm. À, giữ ấm cho bé. Rồi, xong.